Trái cây nằm trong danh sách những nhóm thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, do chúng có hàm lượng các chất dinh dưỡng dồi dào giúp ta ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, tùy theo sức khỏe thể chất từng người mà ta nên ăn những loại trái khác nhau để những chất dinh dưỡng trong trái cây được phát huy tốt nhất và tránh việc sơ ý làm trầm trọng thêm những bệnh mãn tính như tiểu đường, đường ruột. Trái cây từ lâu đã được xem là phương thuốc kỳ diệu, dễ tìm và rẻ tiền giúp da chúng ta đẹp hơn. Dưới đây là những loại trái cây tiêu biểu giúp bạn có làn da sáng, mịn, đẹp như ý. Trái táo. Táo từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm rất tốt cho da. Các bạn hãy ăn từ 2 đến 3 trái táo một ngày sẽ giúp làm sạch mụn trên da mặt. Nên ăn ít nhất 2 trái một ngày để có làn da đẹp. Trái mơ. Mơ cũng có tác dụng làm đẹp da. Trong trái mơ có chứa rất nhiều chất khoáng, nhiều chất xơ, beta-carotene giúp ngăn mụn không xuất hiện. Trái chuối. Chúng ta nên ăn một trái chuối mỗi ngày. Chuối nuôi dưỡng những vi khuẩn có lợi trong ruột kết. Những vi khuẩn có lợi này sẽ ngăn chặn những vi khuẩn có hại tạo ra những axit độc có hại cho da và gây mụn ở da. Trái mâm xôi. Giúp làm sạch máu và tốt cho việc điều trị chứng táo bón. Trái mâm xôi còn tốt cho những người bị yếu thận và cho bạn một làn da khỏe mạnh đáng mơ ước. Trái việt quất là loại trái làm sạch máu, tốt cho những người bị táo bón và những bệnh liên quan đến da như chàm, mụn và vẩy nến. Các loại dưa đỏ. Chúng chứa nhiều vitamin A, C và các chất khoáng, là loại trái tốt cho da, đặc biệt là ngăn mụn xuất hiện. Trái anh đào. Trái anh đào rất tốt cho việc làm sạch máu, gan và thận, mang lại một làn da đẹp cho chúng ta. Trái sung ngọt là loại trái chứa nhiều chất xơ, có tác dụng giảm táo bón và tốt cho da. Trái bưởi có tác dụng làm tan các chất độc hại, vì thế cải thiện chức năng gan. Bưởi là loại trái nhiều vitamin rất tốt cho da, cũng như là loại trái cây lý tưởng cho người cần giảm cân. Trái nho là loại trái cây tốt cho những người bị bệnh tim mạch, tốt cho da và giảm sự rối loạn ở gan. Trái xoài là loại trái chứa rất nhiều chất khoáng giúp trung hòa các axit. Xoài rất tốt cho thận, vì thế cũng có tác dụng tích cực đến làn da của bạn. Dâu tây. Dâu tây được biết đến như loại trái có tác dụng chống mụn rất mạnh. Dâu tây chứa nhiều pectin là chất keo trong trái cây chín, có tác dụng tốt cho đường ruột. Trái dứa là loại trái chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng, rất tốt cho tiêu hóa và cho các bệnh về hệ tiêu hóa. Những trái cây giúp da trắng sáng hơn. Không cần phải chi phí quá nhiều vào những loại mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể chăm sóc da một cách hoàn hảo nhất bằng cách sử dụng những loại trái cây sau. Trái táo. Táo là một trong số nhiều loại trái cây sẽ mang lại cho bạn một làn da sáng. Không chỉ chăm sóc cho da luôn khỏe mạnh, táo còn giúp tái tạo da, có tác dụng chống mụn. Tất cả những gì bạn cần làm là thêm một vài muỗng nước ép táo tươi vào nước tắm để làm sạch và mềm da. Trái bơ. Bơ là trái cây đặc biệt tốt cho những người có làn da khô bởi vì nó là một chất dưỡng ẩm tuyệt vời. Chỉ cần nghiền nát một nửa trái bơ, sau đó đắp dung dịch đó lên da mặt trong vòng 1 phút rồi rửa sạch mặt. Trái chuối. Chuối đóng vai trò là một chất tẩy rửa và làm sạch da tuyệt vời. Ngoài ra, chuối còn có tác dụng làm xe nhỏ lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho da. Cách làm như sau. Nghiền nát một trái chuối, rồi dùng thứ bột nhão đó đắp mặt nạ cho da mặt. Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy da mình săn chắc và sáng hơn. Trái đu đủ. Cũng giống như chuối, đu đủ có tác dụng làm sạch da do có chứa chất enzyme papain. Đu đủ chính là một lựa chọn hoàn hảo cho những bạn có da nhờn, vì papain sẽ giúp loại bỏ những lớp dầu dư thừa trên da. Ngoài ra, trái cây này còn rất hữu ích trong việc làm sáng da, giúp bạn loại bỏ những quầng thâm ở mắt và chữa lành những vết thương trên da. Cách chăm sóc da bằng đu đủ cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghiền nát một miếng đu đủ, sau đó đắp lên da mặt hoặc xung quanh khu vực mắt. Trái đào. Đào sẽ giúp bạn làm sáng da một cách tức thì với những công dụng tuyệt vời sau: làm sạch da, chăm sóc da khỏe mạnh và làm săn chắc cơ mặt. Bạn chỉ cần gọt vỏ trái đào, sau đó dùng phần bên trong của vỏ massage nhẹ nhàng lên da mặt. Bạn sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi ngay lập tức.
trái chanh. Chanh là trái cây nổi tiếng với công dụng tẩy rửa. Không chỉ làm sạch, chanh còn giúp tái tạo da cho bạn một làn da trẻ trung, tươi mới. Được biết đến như một chất tẩy trắng tự nhiên, chanh sẽ giúp bạn làm sáng da một cách hoàn hảo, đồng thời xóa bỏ hết mọi dấu vết mà những nốt mụn đáng ghét để lại trên da mặt bạn. Trái dứa. Không chỉ làm sạch và mềm da, dứa còn hoạt động rất hiệu quả trong việc làm trẻ hóa làn da xỉn và khô. Bạn có thể dùng một miếng dứa chà sát khắp cơ thể trong lúc tắm. Bạn sẽ thấy sự thay đổi diễn ra ngay lập tức và cảm thấy mình như trẻ lên mấy tuổi. Trái bí đỏ. Bí đỏ rất tốt cho việc chăm sóc da với nhiều công dụng khác nhau. Nó vừa cung cấp chất chống oxy hóa để ngăn ngừa lão hóa da do ảnh hưởng của các gốc tự do, vừa giúp đổi mới các tế bào da. Dù da bạn thuộc loại nhờn hay khô, vẫn có thể sử dụng một loại trái cây nào đó như một sản phẩm dưỡng da để có một làn da sáng, thay vì sử dụng các loại kem và sữa dưỡng da đắt tiền có chứa hóa chất. Trái cây không chỉ rẻ hơn mà còn hiệu quả và ít rủi ro hơn vì chúng là sản phẩm tự nhiên. Những loại trái cây dưỡng ẩm cho da cực tốt. Mỗi khi thời tiết hanh khô, làn da của bạn đặc biệt cần tăng cường dưỡng ẩm. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để chăm sóc từ bên ngoài, bạn cũng nên dưỡng ẩm cho da từ bên trong với các loại trái cây sau. Trái nho. Nho vị thanh ngọt, có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, kiện tỳ dưỡng vị. Không chỉ vậy, hạt nho còn có tính chống oxy hóa mạnh và tác dụng dưỡng da hiệu quả. Trái cam, quýt. Cam, quýt và các trái họ cam không chỉ để giải khát mà còn tốt cho làn da của phụ nữ. Cam rất giàu carbohydrate, vitamin, acid malic, acid citric, protein, chất béo, chất xơ và khoáng chất. Hãy uống nước cam ép mỗi ngày nếu bạn muốn có một làn da hoàn hảo. Trái chuối. Chuối là loại trái được người Tây Âu coi là đặc sản bởi sự giàu có về vitamin và ích lợi mà nó đem lại. Chuối có thể giúp bạn giảm đáng kể lượng cholesterol, ức chế sự hình thành các hắc sắc tố, nấm và vi khuẩn, giúp ngừa khô da, da sạm đen. Trái táo. Táo là hoa hậu của các loại thảo dược làm đẹp tự nhiên. Với ưu điểm là giàu chất xơ, magie, lưu huỳnh, sắt, đồng, iốt, mangan, kẽm. Táo giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, bài tiết chất độc, bổ sung độ ẩm giúp da luôn mịn, mỏng và hồng hào. Mỗi ngày ăn một trái táo, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Trái lê. Lê vốn là loại trái giải nhiệt tuyệt vời bởi nó có chứa rất nhiều nước. Lê cũng rất tốt trong việc cung cấp nước cho làn da và cơ thể bạn. Theo một nghiên cứu, ăn lê còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp. Trái kiwi. Kiwi có hàm lượng vitamin E và C cao, không chỉ có tác dụng làm trắng da, đẩy lùi vết thâm nám, mà còn nâng cao khả năng chống oxy hóa của làn da. Làm đẹp cho da khô từ mặt nạ trái cây. Ngoài việc ăn trực tiếp, trái cây còn được dùng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên cực tốt cho làn da chúng ta. Chỉ với những loại trái cây đơn giản hàng ngày, bạn có thể tự chế các kiểu mặt nạ giúp chăm sóc da rất hiệu quả. Sau đây là một số cách giúp các bạn có làn da khô lấy lại sự mịn màng và tươi trẻ. Mặt nạ từ trái nho. Nho rửa sạch, cắt đôi bỏ hạt, ép lấy nước, sau đó cho thêm một chút bột mì đánh sánh. Cho mặt nạ giấy vào ngâm một lúc. Dùng mặt nạ giấy đắp lên mặt trong 20 phút. Loại mặt nạ này bổ sung độ ẩm tuyệt vời cho làn da, giúp chăm sóc da khô hiệu quả. Mặt nạ từ cà rốt và trái bơ. Bạn có thể tự chế loại mặt nạ này bằng cách trộn vài miếng cà rốt nấu chín và nghiền nát chúng với một nửa trái bơ. Sau đó, đập một cái trứng, 3 muỗng canh mật ong và 1/2 chén sữa chua rồi quấy đều lên. Bôi hỗn hợp này vào mặt, chờ 15 phút và rửa sạch nhiều lần bằng nước lạnh cũng sẽ khiến làn da thêm sạch sẽ, mịn màng và giảm các kích ứng khó chịu cho làn da. Mặt nạ từ trái bơ và sữa chua. Trộn nửa trái bơ với từ 3 đến 4 muỗng sữa chua, nghiền nhuyễn. Đắp lên mặt trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch. Thành phần vitamin E trong bơ cũng như dưỡng chất từ sữa chua sẽ cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn trong tích tắc. Mặt nạ từ trái bơ và mật ong. Bạn hãy nghiền nhuyễn nửa trái bơ rồi trộn cùng 1 muỗng canh mật ong, sau đó dùng để đắp lên mặt.
thời gian thực hiện từ 15 đến 20 phút và nên làm 2 lần một tuần. Mặt nạ này có tác dụng cung cấp độ ẩm, làm sạch da và cải thiện làn da bong tróc của bạn khi thời tiết se lạnh. Mặt nạ từ trái chuối. Chuối là một loại mặt nạ dưỡng và làm sạch da tuyệt vời cho làn da khô nẻ vào mùa đông. Dùng một trái chuối, một muỗng canh mật ong và nửa ly sữa chua. Cho tất cả các thành phần trên vào một máy xay sinh tố và xay cho đến khi chúng thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó đắp lên da mặt trong vòng 20 phút. Làm hàng ngày có thể giúp bạn chăm sóc da khô rất hiệu quả. Mặt nạ từ trái cà chua. Bạn hãy chọn những trái cà chua chín đỏ, bỏ hộp, rồi xay nhuyễn. Sau đó đắp trực tiếp lên mặt khoảng từ 15 đến 20 phút. Một tuần nên làm 2 lần. Mặt nạ từ cà chua không những cung cấp độ ẩm mà còn cải thiện nếp nhăn trên da mặt bạn nữa đấy. Mặt nạ từ trái đu đủ. Bạn hãy chuẩn bị một chén đu đủ đã nghiền nát và 2 muỗng sữa tươi không đường. Trộn hỗn hợp này thật đều rồi đắp mặt nạ trong vòng 15 phút. Sau đó rửa sạch với nước lạnh. Da sẽ láng mịn, hồng hào. Loại mặt nạ này sẽ lấy đi những lớp da chết bong tróc, giúp tái tạo tế bào da. Bạn nên dùng 2 lần một tuần để dưỡng ẩm cho da khô. Mặt nạ từ trái đào. Mặt nạ từ trái đào tốt cho da khô. Trộn đào được xay nát với sữa chua và bôi lên da, để khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Loại mặt nạ này không chỉ giữ ẩm cho làn da mà còn giúp da mềm mại và đàn hồi. Làm đẹp cho da nhờn từ mặt nạ trái cây. Người có da nhờn rất dễ bị mụn trứng cá, nhẹ nhất là các mụn cám đầu đen quanh mũi. Vì da nhờn nên da rất dễ bị bắt bụi, làm cho lỗ chân lông quanh năm bị bóng nhờn lại càng dễ bít tắc. Sinh ra các loại mụn là trứng cá mọc, trứng cá đỏ, thậm chí bị viêm da dầu. Hiện tượng mụn mọc liên miên làm nhiều phụ nữ mặc cảm vì mất thẩm mỹ. Ngoài ra, người da nhờn rất khó giữ được vẻ mặt trang điểm đẹp, vì sau ít phút trang điểm, da mặt họ đã bóng nhờn. Hãy thử làm đẹp bằng những loại trái cây sau, làn da nhờn của bạn sẽ được cải thiện đáng kể đấy. Mặt nạ từ trái dưa leo. Dưa leo có tác dụng giúp da giảm nhờn và thông thoáng lỗ chân lông. Xay nửa trái dưa leo, vắt lấy nước, trộn với một lòng trắng trứng gà. Dùng dung dịch này bôi lên mặt, để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch mặt. Bạn cũng có thể cắt dưa leo thành lát mỏng, sau đó đắp trực tiếp lên da mặt, để khoảng 20 phút. Rửa lại mặt thật sạch. Mặt nạ từ trái dâu tây. Dâu tây có tác dụng giúp da săn chắc và đặc biệt giúp điều tiết tuyến bã nhờn cho da. Xay nhuyễn 2 trái dâu tây. Cho thêm một muỗng mật ong và một muỗng bột mì. Trộn đều hỗn hợp, sau đó bôi lên mặt. Để khoảng 20 phút rồi rửa mặt thật sạch. Hoặc bạn cũng có thể xay nhuyễn dâu tây, trộn chung với sữa tươi, bôi lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt thật sạch. Mặt nạ từ chanh. Chanh có tác dụng làm se kít lỗ chân lông, giúp da giảm dầu và làm mờ vết tàn nhang. Lấy lòng trắng trứng gà, trộn với khoảng 5 đến 6 giọt chanh, bôi lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch. Hoặc lấy một muỗng mật ong, trộn với khoảng 2 đến 3 giọt chanh, sau đó thoa đều lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa mặt thật sạch. Mặt nạ từ nho. Mặt nạ làm bằng nho có tác dụng giảm nhờn mà vẫn cân bằng độ ẩm cho da. Bạn lấy vài trái nho ép lấy nước, trộn chung với một muỗng cà phê nước cốt chanh và lòng trắng trứng, đắp lên mặt trong 20 phút. Sau đó rửa lại thật sạch bằng nước ấm. Mặt nạ từ trái táo. Hãy trộn một muỗng cà phê nước ép trái táo với 1/4 muỗng cà phê nước chanh. Để trong 20 phút. Đây là cách tuyệt vời để chống lại da dầu. Làm đẹp cho da mụn từ trái cây. Một làn da hoàn hảo thực sự sẽ giúp bạn tỏa sáng. Mụn đầu đen là một trong những vấn đề tồi tệ nhất về da, có thể ảnh hưởng đến vẻ tươi tắn rạng rỡ của bạn. Những người có một làn da nhờn sẽ phải chú ý đặc biệt đến việc làm sạch làn da của họ để giảm sự hình thành mụn đầu đen. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, hãy tham khảo một số phương pháp chăm sóc da mặt tự chế bởi những loại trái cây sau. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ chuối. Chuối giàu kali rất tốt cho da đang bị mụn. Đây là loại mặt nạ hoàn hảo cho việc điều trị mụn trứng cá. Bạn hãy tranh thủ khả năng chống oxy hóa của loại trái này để điều trị làn da không như ý của mình. Rất đơn giản, hãy nghiền nhuyễn một trái chuối chín trong một cái chén và thêm một muỗng cà phê mật ong.
Để có được kết quả hoàn hảo hơn, bạn có thể thêm 2 muỗng canh nước chanh tươi. Bôi hỗn hợp vào các khu vực da đang bị mụn đầu đen và để từ 15 đến 20 phút. Sau đó bạn hãy lau sạch mặt nạ bằng một chiếc khăn sạch. Lặp lại phương pháp này ít nhất 3 lần mỗi tuần để có được kết quả tốt nhất. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ dâu tây và lòng trắng trứng. Dâu tây là loại trái cây cực tốt đối với làn da của chúng ta. Bạn nên sử dụng dâu tây trong việc chăm sóc làn da của mình vì nó giúp da bạn tỏa sáng và khỏe mạnh. Dâu tây kết hợp với lòng trắng trứng rất tốt cho da bị mụn đầu đen. Hãy lấy 6 trái dâu tây nghiền nát, trộn với một lòng trắng trứng. Hỗn hợp này có thể dễ dàng áp dụng trên vùng da bị mụn đầu đen của bạn. Hãy để nó trên da bạn ít nhất 20 đến 30 phút cho mặt nạ phát huy hết khả năng làm sạch lỗ chân lông trên da mặt và cuối cùng rửa sạch nó với nước ấm nhé. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ trái anh đào. Anh đào, cherry, là loại trái cây không chỉ ngon mà còn rất giàu vitamin, chất dinh dưỡng cho da và cơ thể chúng ta. Nghiền nhuyễn 5 hoặc 6 trái anh đào và trộn chúng với 2 muỗng cà phê mật ong. Đắp mặt nạ vào các vùng da có mụn và để nó từ 20 đến 30 phút. Sau đó, bạn hãy dùng khăn ẩm lau sạch khuôn mặt. Hỗn hợp hoàn hảo này sẽ giúp bạn loại bỏ tất cả các chất bẩn và bã nhờn từ các lỗ chân lông trên da bạn. Hãy sử dụng loại mặt nạ này để làm mới khuôn mặt và loại bỏ tất cả các vấn đề về mụn đầu đen trên da bạn nhé. Cách trị mụn đầu đen bằng mặt nạ trái đào. Để có một làn da sáng và hoàn hảo, bạn hãy gọt vỏ, bỏ hạt và nghiền nhuyễn một miếng đào, sau đó trộn với một muỗng cà phê mật ong. Bạn hãy dùng hỗn hợp này đắp vào vùng da mặt có mụn của mình. Giữ mặt nạ trên da ít nhất 20 phút. Cuối cùng rửa sạch với nước ấm. Làn da của bạn sẽ sạch sẽ và mịn màng hơn nhiều đấy. Trị mụn trứng cá giúp da sáng mịn từ trái gấc. Cùi trái gấc chín lấy lượng vừa đủ, dằm nhuyễn, thêm vài giọt nước cốt chanh. Rửa sạch mặt, bôi hỗn hợp đó lên mặt để khoảng 30 phút. Sau đó rửa lại bằng nước sạch. Mặt nạ từ trái gấc có tác dụng dưỡng da, trị mụn trứng cá rất tốt. Các bạn hãy thử xem nhé. Cách trị da mẫn cảm hay nổi mụn bằng trái đu đủ. Bạn hãy lấy 1/4 trái đu đủ xanh nghiền nát với nước, dùng bôi mặt sẽ ngăn chặn quá trình hình thành mụn. Hoặc dùng đu đủ chín, bỏ vỏ và hạt, nghiền nát làm mặt nạ lột da mặt. Loại mặt nạ này sẽ giúp chúng ta chữa khỏi mụn trứng cá. Với loại mặt nạ trị mụn từ đu đủ này, bạn không nên làm thường xuyên vì nó sẽ làm mất đi những vi khuẩn có lợi, da dễ nổi mẩn. Chỉ nên thực hiện một lần một tuần hoặc trước chu kỳ kinh 10 ngày đối với phụ nữ có da nhạy cảm. Trị mụn từ trái nho. Nho không chỉ ngon mà còn là loại trái rất giàu chất chống oxy hóa cũng như các dưỡng chất cần thiết để duy trì độ ẩm cho làn da và trị mụn trứng cá hiệu quả. Hãy nghiền nhuyễn một vài trái nho sau khi đã bóc vỏ, bỏ hạt và kết hợp với một muỗng cà phê mật ong để tạo ra một loại mặt nạ trái cây nhẹ nhàng nhưng rất hữu ích. Đắp hỗn hợp này lên da mặt đã rửa sạch. Để mặt nạ ít nhất 10-15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Trị mụn từ trái xoài. Loại trái cây ngon này rất có lợi cho vùng da bị mụn của bạn. Để có được làn da như mong muốn, tất cả những gì bạn phải làm là gọt bỏ vỏ, hạt của trái xoài và nghiền nhuyễn phần còn lại thành một hỗn hợp nhuyễn mịn. Sau đó, bạn có thể sử dụng tăm bông để bôi trực tiếp lên vùng da bị mụn, rồi massage da mặt với các chuyển động vòng tròn. Để lại hỗn hợp này trên da bạn thêm 5-10 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Do khả năng làm sạch rất hiệu quả của nó, xoài được sử dụng như một trong những thành phần quan trọng trong các loại mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới. Bạn hãy tận dụng phương pháp đơn giản này nếu muốn trị mụn và có một làn da hoàn hảo. Trị mụn từ trái dứa. Dứa là loại trái rất giàu dưỡng chất. Các enzyme có trong dứa đem lại sức sống cho làn da và loại bỏ các tế bào da chết thường có thể dẫn đến tắc nghẽn các lỗ chân lông của bạn. Hãy ép một chén nước dứa, trộn thêm một muỗng cà phê bột mì để thành hỗn hợp vừa đủ để đắp vào da mặt. Bạn cũng có thể sử dụng dứa tươi nghiền, trộn với mật ong, sau đó bôi trực tiếp lên da. Để ít nhất 10-15 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.
Lưu ý, những người có làn da nhạy cảm và đang sử dụng thuốc trị mụn, trị nám thì không nên làm loại mặt nạ này, hoặc làm cách tuần và chỉ nên để từ 3 đến 5 phút. Mẹo chữa nám da với trái cây. Nám da thường xuất hiện khi bạn đã đứng tuổi và được xem là kẻ thù dễ làm lộ tuổi tác, thậm chí khiến bạn già hơn so với tuổi. Hiện nay, nám da vẫn được xem là thứ khó loại bỏ nhất vì thực tế chưa có biện pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một số loại trái cây để giảm bớt các vết nám trên da hoặc ít ra cũng ngăn ngừa sự lan rộng của chúng. Dưới đây là một số cách trị nám mà bạn có thể tự làm tại nhà. Tuy nhiên, để lấy lại được làn da không tì vết, đòi hỏi bạn phải kiên trì và quyết tâm. Trái cà chua. Cà chua rất tốt cho da bởi vì chúng giàu vitamin C. Mỗi ngày, bạn hãy uống một ly nước cà chua hoặc thường xuyên ăn cà chua sẽ có tác dụng trong việc trị nám và tàn nhang. Vitamin C có thể ức chế hoạt tính của tyrosinase trong da, có tác dụng giảm hình thành sắc tố đen, từ đó giúp da trắng, giảm nám đen. Trái chuối. Chuối cũng rất giàu vitamin. Hãy trộn một trái chuối chín với một hộp sữa chua, sau đó đắp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa mặt với nước lạnh. Bạn có thể chế dung dịch này dễ dàng vì nguyên liệu rất dễ mua và rẻ. Trái dưa leo. Không chỉ riêng cho da nám, dưa leo được xem là thần dược cho mọi loại da. Với làn da bị nám, bạn hãy xay nhuyễn một trái dưa leo cùng một trái khổ qua non, rồi vắt lấy nước để trong tủ lạnh. Một ngày thoa từ 2 đến 3 lần lên mặt. 30 phút sau rửa sạch với nước lạnh. Sẽ rất tốt trong điều trị sạm nám da. Tuy nhiên, bạn nên chú ý hỗn hợp này chỉ dùng trong ngày, không được để lâu. Trái dâu tây. Việc ăn dâu tây thường xuyên cũng rất tốt cho da nám. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự làm mặt nạ bằng cách xay nhuyễn dâu tây cùng với một muỗng canh lòng trắng trứng gà và một muỗng cà phê nước chanh. Sau khi trộn đều hỗn hợp này, bạn hãy dùng đắp lên mặt và để từ 15 đến 20 phút rồi rửa sạch. Với loại mặt nạ này, bạn có thể đắp từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Trái cam hoặc chanh. Cam hoặc chanh có chất axit citric với tác dụng làm sáng da, đặc biệt rất thích hợp để trị nám. Để tăng hiệu quả của mặt nạ này, bạn có thể trộn thêm sữa chua để đắp mặt trong khoảng 15 phút. Trái đu đủ. Đu đủ có tác dụng loại bỏ tế bào da chết, mang lại sự tươi trẻ cho làn da. Lấy một miếng đu đủ xay nhuyễn, trộn cùng một muỗng cà phê mật ong và chút nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp này lên da để trong 20 phút, sau đó rửa sạch. Trái đào. Cũng như cà chua và một số loại trái cây khác, trái đào rất giàu vitamin A và C, là phương thuốc hữu hiệu dành cho da khô nám. Lấy một trái đào gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, trộn cùng một muỗng sữa chua. Rửa sạch mặt, sau đó đắp hỗn hợp này lên da khi da còn ẩm trong 20 phút, rồi rửa lại bằng nước mát. Trái cây tốt cho tóc. Trái cây cũng là thực phẩm tốt cho tóc nếu bạn biết sử dụng đúng cách. Hãy để mái tóc bóng mượt nói lên vẻ đẹp của bạn. Trái khế. Khế chứa hàm lượng đường cao nhất trong tất cả các loại trái cây, gồm cả đường, fructose, đường trong trái nho, gluconodentalactone, đường mía, saccharose, đồng thời có chất axit của táo tàu, axit của cam, vitamin B, vitamin C, protein, giúp tăng khả năng đàn hồi, giữ ẩm cho tóc, làm cho tóc bị tổn hại, phục hồi lại trạng thái ban đầu. Trái kiwi. Phòng ngừa tóc khô, cải thiện toàn diện trạng thái của tóc. Chất axit ala, alpha linolenic acid trong trái kiwi giúp duy trì độ ẩm cho tóc. Trái cam. Tinh dầu chiết xuất từ vỏ cam giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, trấn tĩnh tinh thần, loại trừ stress, ngăn ngừa lão hóa. Tinh dầu cam còn giúp loại trừ gầu cho tóc. Trái đào. Chất protein, đường, canxi, sắt, vitamin B, vitamin C trong trái đào giúp duy trì độ ẩm cho tầng da trong, làm da láng mịn, đàn hồi cao, tăng cường sức đề kháng cho da. Đào giúp duy trì độ ẩm cho tóc, làm cho tóc chắc khỏe bóng mượt. Trái táo tàu. Trong táo tàu có chứa thành phần dưỡng chất rất tốt cho da và tóc. Chất axit trong táo tàu giúp ngăn ngừa tóc và da khô.
Vitamin C giúp da trắng sáng. Chất keo trong táo giúp duy trì độ ẩm của da và mái tóc. Trái bưởi. Từ lâu vỏ bưởi, hoa bưởi đã được biết đến với công dụng làm mượt và chữa rụng tóc. Để có được mái tóc mềm mượt chắc khỏe, bạn nên dùng vỏ bưởi đun nước gội đầu hoặc bóp tinh dầu vỏ bưởi trực tiếp lên tóc. Tái tạo sức sống cho tóc trẻ và làm tóc mọc nhanh từ trái cây. Thật phiền toái khi tóc bạn bị chẻ ngọn. Đó là tình trạng lớp biểu bì của tóc bị bong ra, ảnh hưởng rất nhiều tới vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc. Ngày nay, việc sử dụng hóa chất làm đẹp cho mái tóc cũng là một trong những nguyên nhân khiến tóc bị yếu đi. Nhưng bạn đừng lo lắng, một số loại trái cây sẽ giúp tái tạo sức sống cho tóc trẻ và làm tóc mọc nhanh, là bí quyết giúp các bạn gái phục hồi mái tóc hư tổn của mình. Giảm tình trạng tóc chẻ ngọn và làm tóc mọc nhanh nhờ đu đủ. Mặt nạ bằng đu đủ là biện pháp đơn giản, tự nhiên và độc đáo để chấm dứt tình trạng tóc thiếu sức sống. Gọt vỏ, lấy nửa trái đu đủ chín trộn với nửa ly sữa chua không đường. Sau đó, bạn hãy thoa lên tóc và ủ khăn trong nửa giờ, rồi gội bằng nước mát. Sau một tuần, bạn sẽ thực sự cảm nhận được hiệu quả của nó. Làm tóc mọc nhanh bằng chuối. Ngoài việc là một thực phẩm thiên nhiên hoàn hảo, chuối cũng là nguyên liệu làm đẹp cho da và tóc rất hiệu quả. Trong thành phần tự nhiên của chuối có tryptophan, một loại axit amin giúp làm mượt tóc, và vitamin A, B, C, E làm tăng độ ẩm cho da, tóc, có khả năng tái tạo biểu bì, giảm tình trạng tóc chẻ ngọn. Cách đơn giản nhất để làm đẹp tóc từ chuối là bạn hãy xay nhuyễn chuối, sau đó đắp lên tóc. Giữ lớp mặt nạ trong vài phút rồi rửa sạch. Ngoài ra, để tăng tác dụng điều trị cũng như tạo cảm giác thư thái khi trị liệu, bạn cũng có thể trộn chuối với các nguyên liệu khác như mật ong, bột mì hoặc dầu ô liu. Các loại nguyên liệu này kết hợp với chuối sẽ là một loại mặt nạ tuyệt vời cho tóc bạn nhé. Dưỡng tóc và làm tóc mọc nhanh từ trái bơ. Bơ là một loại trái cây bổ dưỡng chứa nhiều loại vitamin quan trọng như A, E, K, D, B, acid folic, acid amin và các khoáng chất magie, sắt, kali. Vì thế, các chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên sử dụng trái bơ như một loại mặt nạ an toàn cho da và tóc. Bổ đôi trái bơ, bỏ hạt và vỏ, xay nhuyễn thành một hỗn hợp sánh. Trộn chung hỗn hợp trên với trứng gà và dầu ô liu. Tiếp tục dùng muỗng đánh đều các nguyên liệu với nhau. Xoa đều hỗn hợp trên từ ngọn tóc đến chân tóc. Sau đó, bạn hãy quấn khăn hoặc dùng mũ chụp đầu ni lông để ủ tóc trong thời gian từ 20 đến 30 phút. Bạn nên gội đầu với nước ấm trước để loại sạch hoàn toàn lớp mặt nạ dính trên tóc. Sau đó mới sử dụng dầu gội và xả lại bằng nước lạnh. Loại mặt nạ này còn có tác dụng chữa rụng tóc, giữ ẩm cho tóc và làm tóc mọc nhanh từ trái lê. Biện pháp đơn giản nhất là bạn hãy xay nhuyễn một trái lê, sau đó đắp lên tóc trong vòng 20 phút. Bạn cũng có thể làm mặt nạ từ trái lê xay nhuyễn, trộn lẫn với dầu ô liu đun nóng, sau đó đắp lên tóc và ủ kín bằng khăn. Loại mặt nạ này không chỉ giúp bạn ngăn ngừa tóc chẻ mà còn mang lại cho bạn một mái tóc óng mượt nhờ thành phần dầu ô liu trong đó. Mắt sáng, khỏe hơn nhờ trái cây. Đôi khi làm việc nhiều bên máy vi tính, xem TV, đọc sách liên tục khiến đôi mắt của chúng ta trở nên khô, mệt mỏi, đau nhức, sợ ánh sáng và thị lực bị suy giảm. Những lúc như vậy, các bạn hãy bổ sung vào thực đơn các loại trái cây sau nhé. Trái đu đủ. Đu đủ có lượng beta-carotene nhiều hơn các loại rau trái khác. Beta-carotene là một tiền chất của vitamin A, vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có vai trò chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa một số căn bệnh ung thư, chống khô mắt, khô da và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Do đó, bạn nên ăn đu đủ hàng ngày với liều lượng hợp lý để bổ sung vitamin A cho mắt. Trái cây họ cam quýt. Có thể bạn biết trái cây họ cam quýt là nguồn vitamin C dồi dào, nhưng bạn có biết cam, chanh và bưởi cũng giàu chất chống oxy hóa. Trái cây họ cam quýt chứa zeaxanthin như trứng, tốt cho thị lực. Những loại trái cây này cũng giàu flavonoid, giữ vai trò quan trọng trong ngăn ngừa ung thư. Chúng cũng chứa nhiều acid caffeic, giúp giảm nguy cơ bệnh tim và bệnh về mắt. Trái bí đỏ. Bí đỏ chứa nhiều vitamin A nên có tác dụng cải thiện thị giác, chữa quáng gà,
bệnh khô mắt rất hữu hiệu. Nếu ăn bí đỏ luộc, bí đỏ xào thường xuyên thì tình trạng quán gà lúc chiều tối của bạn sẽ giảm nhiều. Hơn nữa, bí đỏ không có tác dụng phụ như dùng thuốc vitamin A nên chúng ta có thể ăn nó thường xuyên. Trái gấc. Màng đỏ trái gấc có 4 chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Đó là beta-carotene, lycopene, alpha-tocopherol và các chất béo thực vật. Theo tỷ lệ khối lượng, nó chứa nhiều lycopene gấp 70 lần cà chua. Người ta cũng phát hiện gấc chứa beta-carotene nhiều gấp 10 lần cà rốt hoặc khoai lang. Beta-carotene là tiền sinh tố của vitamin A. Khi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, giúp sáng mắt, phòng ngừa các bệnh về mắt, tăng khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng ngừa nhức mỏi mắt, khô mắt, quán gà, đục thủy tinh thể. Trái cà chua. Loại trái khoác chiếc áo màu đỏ quyến rũ này có khoảng 26 calories, 3,1% sắt. Vitamin C chiếm 39,2%, vitamin E 1,6%. Còn lại là vitamin A và các folacin. Đặc biệt cà chua không có cholesterol và đường. Những vitamin và khoáng chất đó khiến cho làn da và đôi mắt chúng ta đẹp hơn, sáng hơn. Lưu ý không bảo quản cà chua trong tủ lạnh như các loại trái khác, vì sẽ làm mất dưỡng chất cũng như hương vị tự nhiên của nó. Trái bơ. Trong bơ có chứa lượng lutein carotene cao hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Chất này giúp chống sự thoái hóa thành các vết đen, bệnh đục nhân mắt và một số bệnh về mắt liên quan đến tuổi thọ. Trái nho. Nho cũng là trái cây tuyệt vời cho mắt tinh thông. Lý do là chất flavonoid có thể ngăn chặn khả năng suy thoái võng mạc, làm mờ mắt từ 30 đến 40% nếu thường xuyên ăn nho. Mặt khác, flavonoid còn ngăn ngừa sự tổn thương của bệnh đục nhân mắt gây ra bởi các phân tử gốc tự do. Giảm quầng thâm mắt từ trái cây. Bạn đã từng khổ sở giấu đôi mắt thâm quầng sau kính râm và tiêu tốn rất nhiều chi phí cho các loại kem dưỡng vùng da mỏng manh quanh vùng mắt. Bài viết này có thể sẽ giúp ích cho bạn đấy. Có nhiều nguyên nhân gây nên quầng thâm ở vùng mắt, nhưng những lý do chủ yếu là di truyền. Phổ biến nhất là yếu tố di truyền từ cha mẹ sang con cái, chiếm đến 85%. Các bác sĩ thẩm mỹ đã có kết luận sơ bộ rằng phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da thường có màu xanh, và nếu chúng quá nhiều sẽ tạo thành những mảng sẫm màu như gấu trúc. Đó chính là quầng thâm. Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân kích thích hắc sắc tố melanin dưới da tăng cao. Chúng tạo ra những đốm đen quanh vùng mắt, khiến cho vùng da xung quanh tối màu. Cơ thể bị suy nhược, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress kéo dài, khiến cho các mạch máu bị thu nhỏ, tuần hoàn máu kém đi, làm xuất hiện quầng thâm. Vùng da ở mắt rất mỏng so với những vùng da khác nên rất dễ bị tổn thương. Khi mang thai, trong thời gian này, da trở nên xanh xao hơn. Vì vậy, các mạch máu màu xanh sẫm dưới da xuất hiện, đặc biệt là ở vùng da mỏng manh quanh mắt. Tuổi tác. Càng có tuổi, vùng da quanh mắt càng có xu hướng bị sẫm màu. Đây là quy luật, bạn khó có thể tìm được cách trốn tránh. Tim, gan, mật, thận có vấn đề. Làm cơ thể bị tích tụ quá nhiều chất độc từ thực phẩm, môi trường gây cản trở sự lưu thông tuần hoàn máu, làm cho cơ thể bị ách tắc và gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da. Uống nhiều thuốc. Một số loại thuốc có tác dụng làm giãn nở các mạch máu cũng có thể là nguyên nhân khiến mắt bị nổi những quầng thâm đen. Những mạch máu bị giãn nở tạo điều kiện cho máu lưu thông nhiều hơn và chúng càng trở nên nổi bật dưới lớp da mỏng manh quanh mắt. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng. Hãy áp dụng những cách trị liệu đơn giản nhưng hiệu quả từ những loại trái cây quen thuộc này. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được. Trái chanh. Dùng một muỗng nước cốt chanh, lấy bông gòn thấm dung dịch này đắp lên mắt khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại. Acid citric có trong trái chanh sẽ giúp vùng da mắt như được tái tạo, giảm thâm quầng hiệu quả. Bột nghệ và trái dứa. Dùng bột nghệ và nước ép dứa trộn lẫn tạo thành hỗn hợp. Sau đó đắp lên vùng mắt bị thâm quầng để tình trạng này nhanh chóng được cải thiện. Dầu trái hạnh. Dùng tinh dầu trái hạnh massage xung quanh vùng da mắt bị thâm quầng trước khi đi ngủ sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, vì thế giảm được những quầng thâm quanh mắt.
có thể áp dụng thói quen lành mạnh này hàng ngày trong 3 tuần. Hoặc bạn lấy hạt hạnh nhân xay thành bột rồi trộn với sữa tươi. Trộn đều cho đến khi thu được một hỗn hợp sánh mịn. Bạn lấy hỗn hợp đó đắp lên mắt vào mỗi buổi sáng. Trái dưa leo. Trong dưa leo có chứa những chất chống oxy hóa có lợi như peroxidas và phenolic, giúp kích thích sự lưu thông của máu. Ngoài ra nó cũng chứa vitamin K, giúp tăng cường việc sản sinh protein, hạn chế nguy cơ hình thành quầng thâm mắt. Thêm vào đó, đắp mặt nạ thường xuyên bằng dưa leo cũng như ăn dưa leo đều đặn cũng là một trong những cách mà bạn có thể sử dụng để chống lại quầng thâm mắt. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Cắt dưa leo thành khoanh rồi đắp lên mắt. Trước đó nên để dưa leo vào tủ lạnh khoảng nửa tiếng rồi mới sử dụng. Khoảng 10 phút sau thì rửa sạch da mặt. Có thể thực hiện thao tác này vào buổi sáng hoặc buổi tối. Hoặc bạn có thể dùng nước ép dưa leo, lấy một miếng bông gòn thấm và đắp lên vùng mắt cũng có tác dụng tương tự. Trái cà chua. Cùng với dưa leo, cà chua luôn là một trong những thực phẩm làm đẹp hiệu quả cho phái đẹp. Với chất keo và tính chất mát lạnh vốn có, cà chua cũng là nguyên liệu để làm mặt nạ trị quầng thâm và giảm mệt mỏi vùng mắt. Cách đơn giản nhất là bạn có thể thoa nước ép cà chua lên vùng thâm dưới mắt. Chờ đến khi khô thì rửa sạch lại với nước mát. Hoặc bạn có thể trộn cà chua với chanh tỷ lệ 1:1 và đắp lên vùng bị thâm quầng từ 5 đến 10 phút. Chanh có chứa nhiều vitamin sẽ cung cấp dưỡng chất cho da. Thêm vào đó, nó cũng sẽ đẩy lùi quá trình oxy hóa hiệu quả. Trái táo. Bạn hãy dùng 2 muỗng nước táo xanh trộn với 1 muỗng khoai tây sống xay nhuyễn đắp lên phần dưới mắt. Để yên từ 10 đến 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Hỗn hợp này sẽ giúp làm giảm phần mỏng nước và quầng thâm dưới mắt. Lưu ý, muốn không có quầng thâm mắt, cần nhớ hãy áp dụng một chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc. Vì thiếu ngủ, mất ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây nên quầng thâm mắt. Trong chế độ ăn uống, nên chú ý bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C, sắt. Vì sự kết hợp của hai loại vi chất này có tác dụng cải thiện quầng thâm mắt nhanh chóng. Hai loại vi chất này tập trung nhiều trong thịt gà nạc, thịt đỏ, cam, ớt chuông. Các thực phẩm có nguồn gốc từ bơ, sữa, trái cây tươi, rau xanh cũng rất có lợi trong trường hợp này. Cuối cùng, bạn cần phải tuân thủ theo nguyên tắc vàng. Bổ sung đầy đủ lượng nước cơ thể cần, tránh tình trạng cơ thể bị thiếu nước khiến tình trạng mắt bị thâm quầng càng trở nên tồi tệ hơn. Rau và trái cây thuộc cùng một nhóm trong 4 nhóm thực phẩm mà mỗi bữa ăn nên có. Trái cây rất quan trọng trong chế độ ăn vì hầu hết các loại trái cây đều ít chất béo, ít natri và là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, folate hay acid folic, vitamin A, kali và chất xơ. Vì vậy, ăn nhiều trái cây sẽ giúp bạn mang lại nguồn dưỡng chất hữu ích cho cơ thể. Các loại vitamin cần thiết. Vitamin C là một trong những vitamin quan trọng nhất đối với cơ thể vì là chất chống oxy hóa tan trong nước rất hiệu quả để bảo vệ cơ thể chống lại sự hủy hoại của các gốc tự do. Vitamin C rất cần cho sự hình thành collagen nên rất quan trọng cho sức khỏe của làn da, sụn, khớp và mạch máu, giúp vết thương mau lành sẹo. Vitamin C cũng giúp tăng hấp thu một số chất dinh dưỡng như sắt và kẽm từ chế độ ăn. Ngoài ra, vitamin C còn giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Trái cây có nhiều vitamin C bao gồm cam, chanh, bưởi, ổi, đu đủ, táo, hồng, sơ ri, thơm, chuối, dâu tây, nho, dưa hấu, xoài. Trái cây chín sẽ có nhiều vitamin C hơn trái xanh. Vitamin C rất dễ bị mất trong quá trình bảo quản và chế biến. Folate. Đây là chất cần thiết để sản xuất tế bào hồng cầu và cũng là thành phần của hệ thần kinh. Folate giúp hình thành DNA và duy trì chức năng bình thường của não. Folate rất cần để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi và giúp phát triển phôi thai. Đó là lý do tại sao folate rất quan trọng đối với phụ nữ từ trước khi mang thai cho đến suốt thai kỳ. Trái cây chứa nhiều folate bao gồm cam, dâu tây, chuối, cà chua, kiwi. Vitamin A cần cho sự phát triển tế bào biểu mô ở da, mắt, hô hấp, tiết niệu và ống tiêu hóa, giúp tăng sức đề kháng, chống lại vi trùng và virus gây bệnh, đặc biệt là tác dụng lên võng mạc mắt. Trẻ bị thiếu vitamin A sẽ chậm tăng trưởng, dễ bị các bệnh nhiễm trùng như viêm hô hấp, tiêu chảy, nhiễm trùng da,
đặc biệt là trẻ có thể bị khô mắt dẫn đến mù lòa do thiếu vitamin A. Đây là tác hại trầm trọng nhất đối với trẻ. Vitamin A có nhiều trong các loại trái cây có màu vàng cam đậm như đu đủ chín, cam, gấc, xoài chín, dưa hấu, đào, trái kiwi. Vitamin E. Vitamin E có nhiều trong các loại trái cây như bơ, chuối, táo, đào, kiwi. Vitamin E ngăn chặn tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa, giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ tắc mạch vành. Nó còn là chất kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động, kết hợp với vitamin C làm chậm phát sinh một số bệnh ung thư. Vitamin K. Vitamin K là loại vitamin hòa tan trong chất béo. Điều đó có nghĩa là nó có trong các tế bào chất béo của cơ thể. Chức năng chính của nó trong toàn hệ thống là hỗ trợ quá trình đông máu. Trái cây chứa nhiều vitamin K là bơ, chuối, táo, kiwi. Kali. Trái cây là thực phẩm rất giàu kali dưới dạng dễ hấp thu. Chế độ ăn giàu kali được chứng minh làm hạn chế sự tăng huyết áp và giảm nguy cơ sỏi thận. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần khoảng 3 gram kali một ngày. Trẻ từ 4 đến 8 tuổi cần 3,8 gram kali một ngày. 9 đến 13 tuổi cần 4,5 gram kali một ngày. Trái cây cung cấp chất xơ. Chất xơ có rất nhiều trong rau và trái cây giúp cho cơ thể thải độc qua đường tiêu hóa, thể hiện qua tác dụng chống táo bón. Đây cũng là một chứng gây khó chịu cho mọi người. Chất xơ còn giúp có cảm giác no, nên khi ăn trái cây giàu chất xơ trước bữa ăn chính sẽ giúp ăn ít đi và là biện pháp làm giảm thừa cân, béo phì. Chất xơ còn có tác dụng làm giảm LDL cholesterol, tức cholesterol xấu, phòng ngừa tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Do đó, chất xơ lại càng cần thiết đối với những người có chế độ ăn quá nhiều thịt để giảm bớt sự hấp thu cholesterol vào cơ thể. Đối với trẻ em, để nhận được nhiều chất xơ, khi trẻ đã quen với trái cây thì nên cho ăn trái cây ở dạng miếng nhỏ hơn là chỉ ép lấy nước. Nước trong trái cây. Ngoài những dưỡng chất và chất xơ nêu trên, trái cây còn cung cấp thêm một lượng nước cho cơ thể. Bổ sung trái cây bao nhiêu là đủ? Đối với trẻ dưới 12 tháng, việc ăn trái cây chủ yếu là tập cho trẻ làm quen nên không nhất thiết phải cho trẻ ăn nhiều nếu trẻ chưa quen, chưa thích. Đối với trẻ khoảng 1 đến 2 tuổi thì một lần trẻ có thể ăn được 1 phần 2 phần trái cây. Ví dụ như 1 phần 2 trái chuối, 100ml nước cam ép, từ 3 đến 4 trái nho, 1 phần 2 trái táo, 1 phần 2 chén đu đủ. Nên cho trẻ ăn khoảng 1 đến 2 lần trái cây mỗi ngày. Trẻ từ 2 đến 6 tuổi cần ăn gấp đôi lượng trái cây vừa nêu. Tuy nhiên, không nhất thiết ngày nào trẻ cũng phải ăn chính xác lượng trái cây như trên, mà có ngày ăn nhiều, có ngày ăn ít. Mỗi loại trái cây có các loại vitamin khác nhau với hàm lượng cũng rất khác biệt. Do đó nên thay đổi các loại trái cây mỗi ngày để bổ sung các chất dinh dưỡng khác nhau giúp đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Trái cây phòng ngừa và chữa bệnh. Không chỉ là một thức tráng miệng ngon lành và đẹp mắt, trái cây còn giúp ta phòng ngừa và chữa được nhiều thứ bệnh. Trái táo. Táo chứa nhiều pectin. Pectin là loại chất giống như đường, một loại polysaccharide, hình thành trong một số loại trái cây khi chín, đặc biệt tốt cho những người đang giảm cân. Nó có tác dụng làm giảm cholesterol, chống đột quỵ, rối loạn tuần hoàn máu, giảm các bệnh đường ruột, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, ngăn chặn quá trình lão hóa và giúp giảm rụng tóc. Trái bơ. Trái bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất, bao gồm canxi, sắt, đồng, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, mangan và selen. Trái bơ cũng rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thủy tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn da săn chắc. Trái bơ còn là nguồn folate rất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh nở và đặc biệt quan trọng đối với thai kỳ ở những tuần đầu tiên, vì 75% trẻ sơ sinh bị nứt đốt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ. Trái bơ rất có lợi cho sức khỏe của trẻ em, vì trong trái bơ có chứa protein, vitamin A, E, C cao. Protein là một thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ các tế bào não. Còn vitamin B tổng hợp trong trái bơ giúp tăng cường trí nhớ. Vì thế, bơ là một nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển trí não của trẻ em. Trái dâu tây. Dâu tây là một nguồn vitamin C tuyệt vời,
một nguồn mangan dồi dào, nguồn chất xơ, iốt rất tốt cho cơ thể và có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp giảm cholesterol. Ngoài ra, dâu tây chứa nhiều vitamin C chống lão hóa hơn cả cam và bưởi, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cho da, chống lão hóa, xóa mờ các vết nám đen, nứt nẻ và da khô, mang lại làn da hồng hào cho bạn. Nguồn vitamin C dồi dào ở dâu tây còn giúp bạn tẩy trắng răng một cách nhẹ nhàng và lấy đi những vết ố vàng trên răng. Ngoài ra, dâu tây có chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, folate, vitamin B, acid omega 3, vitamin K, magie, đồng, giúp làn da trở nên căng mịn và đầy sức sống. Trái chanh. Trong muối chanh chứa một số axit hữu cơ, glucosid, vitamin C, B1, B2, PP, đường, canxi, phốt pho, sắt và một loại tinh dầu hương chanh nở vỏ. Các thành phần trong chanh có tác dụng kích thích dạ dày, tiết dịch để phân giải thức ăn, tăng nhu động dạ dày ruột, giúp hấp thụ tiêu hóa tốt hơn. Nước ép trái chanh sát trùng rất tốt, có thể giúp hạ mỡ trong máu và ức chế sự co bóp của tử cung. Chất glucid trong vỏ chanh có tác dụng chống viêm, điều tiết thần kinh não. Theo đông y, chanh vị chua, tính bình, có tác dụng tạo ra nước bọt làm giảm khát, giải nhiệt, an thai. Thích hợp với các chứng bệnh quá nóng sinh nhiệt, bức rất khó chịu, miệng khát, mệt mỏi, thiếu lực, nô ngoại, ăn ít và động thai. Người thường xuyên ăn chanh sẽ phòng được chứng xơ cứng động mạch, cao huyết áp, nghẽn mạch, đẹp da, chậm lão hóa. Riêng người viêm loét dạ dày tá tràng không nên dùng chanh hay chế phẩm của chanh. Nếu ăn vào, vị chua của chanh sẽ càng làm tăng tiết axit trong dạ dày. Trái chà là nguồn cung cấp năng lượng, bồi bổ sức khỏe, giúp tinh thần tỉnh táo, chống stress và suy nhược. Trái nho. Nho xanh có tác dụng tốt nhất, đặc biệt là trong việc chống ung thư ruột, khử độc, hạ sốt, giảm đau đầu và đau thần kinh tọa. Nho giàu các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm các hệ quả xấu ở những người hay gặp stress. Dùng các sản phẩm từ nho thường xuyên không những mang lại những hiệu quả tích cực lên cơ thể, mà còn có thể giúp chúng ta phòng ngừa các bệnh tim mạch, bệnh ung thư hoặc bệnh sâu răng. Lượng vitamin dồi dào trong thứ trái nhỏ bé này có tác dụng giảm cholesterol trong máu, cải thiện hoạt động của các mạch máu và của các tế bào sản sinh ra insulin ở tuyến tụy. Trái chuối là nguồn cung cấp kali quan trọng, giúp duy trì huyết áp ở mức tốt nhất đối với nam giới. Chuối cũng có tác dụng chống nhồi máu cơ tim và vôi hóa mạch máu, chống tiêu chảy, tăng khả năng miễn dịch và chống cảm cúm. Chuối cũng có tác dụng giảm béo vô cùng hiệu quả. Lượng calo trong mỗi trái chuối rất thấp, lượng vitamin lại vô cùng phong phú. Chuối chứa lượng kali và magie khá lớn. Kali phòng ngừa tăng huyết áp, co giật cơ. Magie có công dụng loại trừ mệt mỏi. Do chuối dễ tiêu hóa và hấp thụ nên từ người già đến trẻ em đều có thể an tâm sử dụng. Trái đu đủ. Đu đủ chín rất mềm, có vị ngọt, không chứa độc tố, lành tính nên thích hợp cho người già, trẻ em và những người đang trong giai đoạn dưỡng bệnh. Ăn đu đủ có tác dụng nhuận táo, ôn bổ, tỳ vị, dưỡng can, nhuận phế, chỉ khái, hóa đàm. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, cứ trong 100g trái đu đủ có từ 74 đến 80mg vitamin C và từ 500 đến 1250 IU caroten. Đu đủ còn có các vitamin B1, B2, các axit gây men và khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt và kẽm. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, giúp hồi phục gan ở người bị sốt rét. Đặc biệt, trong đu đủ có nhiều vitamin C và caroten, nên đu đủ có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trái xoài. Xoài chứa chất polyphenol, có tác dụng ngừa bệnh ung thư vú và ung thư ruột kết. Ngoài ra, chất polyphenol có trong xoài còn có thể giúp chống bệnh ung thư phổi, tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, nhưng không hiệu quả bằng việc ngừa bệnh ung thư vú và ruột kết. Bên cạnh đó, trong xoài có hàm lượng chất sắt cao nên loại trái cây này là thực phẩm tuyệt vời cho phụ nữ mang thai và những người bị thiếu máu. Ăn xoài còn giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Trái mơ. Hương vị của trái mơ giống với hạnh nhân và nó thường thay thế hạnh nhân trong công thức nấu ăn. Hạt mơ có chứa các loại dầu hữu ích giúp làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ tim và các mạch máu, cũng như vitamin B.
Tuy nhiên, khi nếm thử hạt của nó, nếu bạn cảm thấy đắng thì tốt nhất là bỏ hạt đi, vì vị đắng cho thấy lượng amygdalin cao trong hạt. Đây là chất có thể gây ngộ độc. Trái cam quýt. Vỏ trái họ cam quýt cũng rất hữu ích. Nghiên cứu của các nhà khoa học Canada cho thấy cam, chanh và vỏ bưởi có chứa rất nhiều flavonoid. Chất này làm chậm quá trình lão hóa và đẩy nhanh sự bài tiết cholesterol có hại. Trong các thí nghiệm được tiến hành trên chuột đồng, khi bổ sung vào chế độ ăn uống của loài này một lượng flavonoid 1%, thì lượng lipoprotein mật độ thấp và cholesterol giảm lên đến 35-40%. Theo các nhà nghiên cứu, trong vài năm tới, họ sẽ có thể tạo ra một loại thuốc tự nhiên dựa trên flavonoid của các trái cây có muối, có thể cạnh tranh với các loại thuốc chống xơ vữa động mạch hiện nay. Hiện tại thì bạn có thể chuẩn bị các thức uống ngon bổ được làm từ bưởi hoặc vỏ cam như sau. Một muỗng canh vỏ bưởi tươi cắt nhỏ, đổ thêm một ly nước đun sôi để ngâm nửa giờ, sau đó đem lọc bỏ xác. Trái dưa hấu. Hạt dưa hấu có thể phơi khô như bí ngô hay hạt hướng dương. Vị của nó cũng ngon và không kém phần bổ dưỡng. Trong hạt dưa hấu có chứa tinh dầu hữu ích được sử dụng để ngăn ngừa sỏi thận, cải thiện sự trao đổi chất và chống viêm. Trái anh đào. Cho dù ăn sống hay chế biến, anh đào đều có tác dụng giảm đau. Anh đào chín mọng có công dụng y học rộng rãi, từ giảm đau trong bệnh viêm khớp xương cho đến bệnh ung thư. Tiến sĩ Muralineer thuộc Đại học Michigan, Mỹ và đồng nghiệp đã xác định được ít nhất 17 hợp chất chống oxy hóa có trong trái anh đào. Một nhóm những chất này được gọi là anthocyanin, giúp vô hiệu hóa những enzyme gây sưng đau. Anthocyanin thậm chí có tác dụng giảm đau mạnh hơn aspirin. Phát hiện này khuyến khích nhiều người bị đau khổ vì chứng bệnh viêm khớp xương nên ăn nhiều anh đào. Nó còn chứa nhiều melatonin, một loại hormone có tác dụng điều hòa giấc ngủ. Anh đào cũng chứa chất quercetin có tác dụng chống ung thư và lão hóa. Ngoài ra, còn có một chất khác là perilin đã được tỏ rõ có khả năng chống ung thư vú, tuyến tiền liệt và buồng trứng. Trái bưởi. Bưởi chứa vitamin C, nhưng nó còn chứa nhiều hoạt chất khác rất có lợi. Một trong những chất đó là pectin, một dạng chất xơ giúp hạ bớt nồng độ cholesterol. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Texas, Mỹ đã khám phá pectin có công dụng kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, ăn sống có lợi hơn uống nước ép vì chính trong xác bưởi mới có nhiều pectin. Một chất khác có tên là acid glucuric giúp hạ cholesterol mà bưởi lại chứa chất này nhiều hơn bất cứ loại trái cây nào khác. Bưởi cũng chứa nhiều glutathione, một loại axit amin có tác dụng tăng cường hoạt lực của vitamin C giúp miễn nhiễm. Cuối cùng là chất naringin, một flavonoid chống oxy hóa rất có lợi cho bệnh nhân bị xơ vữa động mạch. Bưởi cũng chứa chất beta-carotene và lycopene. Cả hai loại này có chung tác dụng chống ung thư. Bưởi càng đỏ, công dụng chống ung thư càng cao. Trái việt quất. Jess Briggs, nhà khoa học thuộc trường đại học Wisconsin ở Madison, Mỹ, cho biết chất phenol chứa trong trái việt quất cranberry có cùng họ với chất phenol có trong rượu vang đỏ, từng được biết có tác dụng bảo vệ tim mạch. Qua thử nghiệm trên động vật, phenol của trái việt quất đã mau chóng làm giảm lượng cholesterol xấu có trong máu những con vật được cho ăn. Việt quất còn được biết như một vị thuốc chữa bệnh viêm đường tiểu, dùng để điều trị hỗ trợ. Dược lực này nằm trong một nhóm có tên gọi là tannin, chất chát. Tannin tráng một lớp mỏng lên thành bàng quang, khiến vi khuẩn không bám vào được và bị trục xuất ra ngoài theo dòng nước tiểu. Các cuộc thử nghiệm cũng cho thấy trái việt quất còn có tác dụng chống cao răng và kháng khuẩn Helicobacter pylori, tức HP, gây ra bệnh đau dạ dày. Những trái cây tốt cho phụ nữ mang thai. Trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, vị ngon, dễ ăn nên rất thích hợp cho phụ nữ mang thai.
Tuy nhiên, trái cây lại không thể thay thế được cho rau xanh. Thành phần dinh dưỡng chính trong trái cây là các loại vitamin, muối vô cơ, chất xơ, chất men và những chất dinh dưỡng đặc biệt có chất lượng và hàm lượng nhất định. Sau đây là một số loại trái cây rất thích hợp cho phụ nữ mang thai. Trái lê. Lê có tác dụng thanh nhiệt, giảm huyết áp, lợi tiểu, bổ phổi, chữa viêm họng, bớt ho. Nó có tác dụng làm giảm hiện tượng huyết áp cao và phù khi mang thai. Ngoài ra, lê có tác dụng an thần, bổ gan, tiêu viêm, nên có tác dụng phòng chống viêm gan, viêm phổi, viêm phế quản. Lê mát nên ăn lê sẽ chữa trị được loét nhiệt miệng, dưỡng họng tốt. Trái hồng. Hồng chứa nhiều chất dinh dưỡng như đường, protein, chất béo, iốt, các loại vitamin, khoáng chất khác, hơn hẳn các loại trái cây khác như là táo, lê, đào. Đây là loại trái cây tốt cho phụ nữ mang thai. Hồng có tác dụng làm giảm hiện tượng trào ngược khí, chống nôn ngọe, tiêu viêm, hạ huyết áp. Tuy hồng chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng vì nó có vị chát nên ăn xong luôn cảm thấy miệng chát và dễ bị táo bón nếu ăn nhiều. Tốt nhất nên ăn trái hồng thật chín. Không nên dùng khi bị tiêu chảy, huyết áp thấp, phụ nữ mới sinh đẻ, sốt rét. Không nên ăn vào lúc đói bụng. Trái cam, quýt. Cam, quýt chứa nhiều vitamin C, B1. Ngoài ra còn chứa nhiều canxi, phốt pho. Thường xuyên ăn cam, quýt sẽ tránh được bệnh máu xấu và mù màu. Tuy nhiên, chị em cũng không nên ăn quýt nhiều quá vì sẽ bị nóng trong, nhiệt miệng, viêm lợi và viêm họng. Mặt khác, ăn nhiều quá, bé sinh ra sẽ bị vàng da. Trái sung ngọt. Ficus carica L. Sung ngọt, gốc ở vùng cận đông, khác với loại sung trồng nhiều ở Việt Nam có tên khoa học là Ficus glomerata. Chứa nhiều axit amin, axit hữu cơ, magie, đồng, kẽm và nhiều loại vitamin khác. Sung ngọt không chỉ là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao mà còn là điều thuốc quý. Sung ngọt có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi sữa, phòng chống táo bón, trĩ ngoại. Phụ nữ mang thai rất hay bị trĩ. Muốn phòng ngừa bệnh trĩ thì cần phải chống táo bón. Vì vậy nên uống nhiều nước và rèn cho mình có thói quen đi đại tiện đúng giờ. Chú ý ăn nhiều trái sung ngọt, vừa nhiều chất dinh dưỡng lại chống được bệnh trĩ và lợi sữa. Trái xoài. Xoài có những tác dụng tốt đối với hệ miễn dịch do loại hoa trái nhiệt đới này có chứa nhiều muối khoáng, đặc biệt là canxi và sắt. Theo các nghiên cứu, xoài chứa lượng chất sắt gấp 3 lần so với những hoa trái khác. Chính vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên phụ nữ mang thai và những người thiếu máu nên ăn xoài thường xuyên, giúp tăng hemoglobin trong máu. Đây là chất giúp giữ sắt trong máu. Xoài thực sự là nguồn vitamin phong phú và hữu ích. Trái chuối. Trong chuối có thành phần giúp não sản xuất 5-HT, giúp xua tan cảm giác dễ cáu kỉnh và bi quan, rất phù hợp cho phụ nữ mang thai. Chuối rất giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, vì vậy các chị em yên tâm ăn, không phải lo đến chuyện tăng cân mà lại còn vô cùng tốt cho tiêu hóa. Lượng sắt trong chuối không những cung cấp cho sản phụ mà còn giúp cho trẻ sơ sinh không bị thiếu máu. Trái bơ. Trái bơ vốn dồi dào kali, giúp thai nhi mau lớn, cơ bắp chắc khỏe, hoàn thiện hệ thần kinh. Bơ giàu folate hơn các loại trái khác. Bên cạnh đó, vitamin B6 trong trái bơ còn có tác dụng giảm thiểu cơn buồn nôn cho thai phụ. Vitamin B6 cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Trái măng cụt. Loại trái này không chỉ bổ dưỡng, tốt cho phụ nữ mang thai mà còn được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trái. Khi mua măng cụt, bạn nên chọn trái có đường kính từ 4 đến 5cm, không chọn trái to. Nếu quá nhỏ lại là măng cụt mọc cuối cành, không ngon. Cuống tươi, vỏ bóng vừa phải, có bụi phấn bám quanh là chín cây, ít mủ, rất ngon. Để tránh sượng, chọn trái màu nâu sậm, không lốm đốm vết mủ, vỏ không dày cứng. Trái bưởi. Bưởi là trái cây đặc biệt tốt cho phụ nữ đang mang thai vì những công dụng kỳ diệu của nó. Chữa ốm nghén. Ốm nghén là chứng bệnh phổ biến trong thời gian mang bầu. Tuy nhiên mỗi phụ nữ lại bị ở mức độ khác nhau. Ốm nghén thường xảy ra trong 3 tháng đầu mang thai, nhưng cũng có những người phải chịu đựng trong suốt thai kỳ.
Triệu chứng này thường khiến chị em có cảm giác buồn nôn, mệt mỏi và vô cùng khó chịu, đặc biệt vào buổi sáng và sau ăn. Để chữa trị ốm nghén không phải chuyện dễ, nhưng có một số cách giúp bạn hạn chế chứng nôn ói và buồn nôn nhờ bài thuốc với bưởi sau. Dùng 15 gram vỏ bưởi rửa sạch cho vào nồi, thêm 300 ml nước đun sôi kỹ. Chắc lấy 150 ml nước đặc, chia 3 lần uống trong ngày, trước khi ăn 20 phút. Cần uống khoảng từ 3 đến 5 ngày, triệu chứng ốm nghén sẽ thuyên giảm. Ngoài ra còn bài thuốc chữa nôn ói từ vỏ bưởi cho phụ nữ mang thai là: bưởi từ 3 đến 5 trái, bỏ vỏ, hạt, vắt lấy nước, đun nhỏ lửa cho sôi. Thêm vào 500 g mật ong, 100 g đường kính, 10 ml nước gừng tươi. Đun thành dạng sệt sệt rồi cho vào lọ dùng dần. Mỗi lần một muỗng canh pha với nước sôi, ngày uống 2 lần. Chữa chứng thèm ăn. Bưởi có vị chua, ngọt mát và đặc biệt không độc. Ngoài tác dụng làm mát, giải đờm, còn có thể chữa chứng tiết nước bọt và thèm ăn không ngừng của phụ nữ mang thai. Chữa táo bón hiệu quả. Do bưởi có chứa nhiều vitamin C, có tính ngọt mát nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong thời gian mang bầu, chị em thường mắc chứng táo bón và lâu ngày sẽ chuyển thành bệnh trĩ. Căn bệnh này thường khiến các bạn đau đớn và rất khó để chữa khỏi. Cách hữu hiệu nhất để tránh mắc bệnh trĩ khi mang bầu là giảm nguy cơ mắc bệnh táo bón. Vì vậy, chị em nên bổ sung thêm một vài múi bưởi vào bữa ăn hàng ngày để tránh nguy cơ mắc táo bón. Công dụng làm đẹp. Ngoài việc mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe, bưởi còn được sử dụng để làm đẹp tóc. Nếu khi mang thai hoặc sau khi sinh bị rụng tóc, chị em có thể lấy vỏ bưởi đun nước để gội đầu hàng tuần. Bạn cũng có thể bôi trực tiếp tinh dầu bưởi lên tóc sẽ giảm rụng tóc và giúp tóc ẩm mượt. Trái cây giúp trị chứng táo bón nơi phụ nữ mang thai. Táo bón là một vấn đề ở đường tiêu hóa xảy ra khá phổ biến trong thời kỳ mang thai, nhất là ở những tháng cuối. Theo một số nghiên cứu gần đây, khoảng từ 11 đến 35% số phụ nữ mang thai bị táo bón trong 3 tháng cuối. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1,5% số trường hợp phải dùng thuốc nhuận tràng. Táo bón có thể mới xuất hiện hoặc đã có từ trước nhưng nặng lên trong thời kỳ mang thai. Các nghiên cứu trên cả người và động vật cho thấy, giảm nhu động ruột do những thay đổi về nội tiết trong thời kỳ mang thai là yếu tố quan trọng gây ra táo bón trong giai đoạn này. Các nguyên nhân khác bao gồm uống viên sắt để bù sắt, chế độ ăn ít chất xơ, giảm hoạt động thể lực, sự chèn ép của thai và yếu tố tâm lý. Chất xơ trong rau xanh và trái cây giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm hẳn triệu chứng khó tiêu, táo bón. Chị em nên ăn nhiều các loại ngũ cốc, rau trộn để bổ sung thêm chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, cần lưu ý ăn chậm, nhai thật kỹ khi ăn và nếu chia nhỏ các bữa ăn thành 5-6 bữa mỗi ngày thay vì 3 bữa lớn mỗi ngày thì càng tốt. Hãy thử dùng những loại trái cây sau, chị em sẽ đẩy lùi được căn bệnh khó chịu này ngay. Trái sung ngọt. Trái sung ngọt chứa nhiều loại vitamin, fructose và dextrose, là loại thực phẩm tuyệt vời cho những thai phụ mắc phải chứng táo bón trong thời kỳ mang thai. Đồng thời, sung ngọt được xem là loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ hơn bất cứ loại trái cây và rau xanh nào. Có thể trị táo bón bằng cách: sắc 9 gram sung ngọt tươi uống hàng ngày, hoặc có thể ăn sung chín mỗi ngày từ 3 đến 5 trái. Sung ngọt giúp nhuận tràng tốt hơn nếu các bạn ăn sung cả vỏ. Khi chọn sung, hãy chọn trái sẫm màu có mùi thơm. Sung ngọt là một trong những loài trái dễ thối nên chỉ nên trữ khoảng từ 1 đến 2 ngày. Nếu không có sung tươi, bạn có thể thay thế bằng sung khô. Trái chuối. Chuối rất giàu chất xơ nên có tác dụng nhuận tràng, tránh táo bón mà chị em có thai nên dung nạp hàng ngày. Mỗi ngày ăn 2 trái chuối khi bụng trống hoặc ninh chín chuối, ninh cả vỏ. Có tác dụng nhuận tràng lợi tiểu, giảm hiện tượng đi ngoài ra máu. Các bạn nên nhớ chỉ nên ăn chuối chín hoặc chuối đã nấu chín, tránh ăn chuối xanh nhé. Trái bí đỏ. Với vị ngọt tự nhiên và an toàn, bí đỏ hay bí ngô là một trong những thực phẩm hữu ích đối với phụ nữ mang thai. Nó là nguồn dồi dào các vitamin A, E,
và B6. Hơn nữa, bí đỏ rất giàu hàm lượng sắt và kẽm, giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể, phòng ngừa bệnh thiếu máu hay gặp ở chị em. Ngoài ra, bí đỏ còn dồi dào chất xơ, giúp nhuận tràng, ngừa táo bón và trĩ, hai chứng bệnh mà nhiều thai phụ phải đối mặt. Trái táo. Táo phong phú hàm lượng các khoáng chất hữu ích như kali, magie, sắt, phốt pho, mangan, lưu huỳnh và pectin. Ngoài ra, táo chứa chất xơ không hòa tan, chống táo bón và cả chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm cholesterol. Nếu có điều kiện, chị em nên ăn từ 1 đến 2 trái táo mỗi ngày là tốt nhất. Trái đu đủ chín. Phụ nữ có thai nên bổ sung loại trái này vào thực đơn hàng ngày của mình, vì đu đủ có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Phần thịt của đu đủ chín là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, chứa papain, một enzyme tiêu hóa chất đạm, cũng như một số các thành phần có khả năng chống táo bón. Trái việt quất. Việt quất luôn là một trong những thức ăn tốt, đặc biệt là với những người mắc bệnh trĩ. Vì giàu chất sắt, việt quất có thể giúp phục hồi những tổn hại trong thành mạch máu và tăng cường sức khỏe tổng thể của hệ thống mạch. Trái đu đủ. Nếu bạn đang có nguy cơ hay đã bị bệnh trĩ, thì hãy bổ sung ngay loài trái này vào thực đơn hàng ngày, vì đu đủ có khả năng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đu đủ chứa papain, một enzyme tiêu hóa chất đạm, cũng như một số các thành phần có khả năng chống táo bón. Đu đủ xanh tốt hơn đu đủ chín. Trái mận khô. Rất giàu chất xơ, mận khô có thể giúp làm mềm chất thải, bởi vậy sẽ ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, mận khô còn chứa các chất kích thích giúp ruột hoạt động dễ dàng hơn, có lợi cho người mắc trĩ.